Cái bếp này em hoàn thiện rồi, bây giờ em test cái chức năng để em gửi cho anh nhé. Đây là cái hộp đựng pin này, đây là công tắc mở này. Cái này em để hai miếng tôn để em test cái chức năng chống cháy nổ cho anh luôn. Bên bếp bên tay trái này có chức năng là chế độ chiên xào 3 giây này, chế độ chọn nhiệt độ này, chiên xào 3 giây thì mình bấm vào đây giữ 3 giây. Thì bếp nó sẽ ở cái nhiệt độ cao, chiên xào nhiệt độ cao. Còn cái chế độ này là chiên xào ở nhiệt độ thấp. Còn bếp bên tay phải này nó có chế độ này, đun nước này, nấu cơm này, chế độ là luộc này. Đó. Thì mình để hai miếng tôn này tượng trưng giống hai cái đít nồi. Nếu mà mình nấu nướng mà mình để quên thì bếp sẽ tự động tắt bếp và khóa ga. Đây là cái lò nướng ấy. Lò nướng hai tầng lửa, chưa sử dụng luôn, rất là đẹp. Đây là bật bếp của lò nướng này. Đó, hai tầng lửa, lửa trên và lửa dưới. Mình nướng thì thức ăn nó sẽ chín đều cả hai mặt. Ở đây mình sẽ test cái chức năng hẹn giờ ha. Cái chỗ này là đồng hồ hẹn giờ, một đồng hồ này hẹn giờ được cả ba bếp này. Đây là mặc định là lò nướng này. Đây là bên trái này, bên phải này. Đó, bây giờ mình sẽ hẹn giờ của lò nướng. Hẹn 1 phút ha. Nướng đang đếm ngược thời gian ấy, tức là hết 1 phút nó sẽ tự động tắt bếp khóa ga. Đó, hết phút rồi đấy. Nó có tiếng nhạc ha. Hết 1 phút nó sẽ tự động khóa ga trong tình trạng bếp mở bình thường này. Để em chồng hai miếng tôn vào cho nó nhanh ha. Tức là một miếng chờ nó hơi lâu, video nó dài quá khó gửi. Nhiệt ở bếp bên tay trái nó tắt rồi. Giờ em sẽ chuyển hai cái miếng tôn này sang bếp bên tay phải.
Thì ở đây tình trạng này bếp đang mở này, quá nhiệt thì nó sẽ tự tắt bếp khóa ga nè. Bên tay trên, tay phải này cũng đủ nhiệt là nó tự động tắt bếp này, tự động tắt bếp và khóa ga luôn. Đây, tình trạng bếp vẫn đang mở bình thường ha. Mọi chức năng của bếp là hoạt động hoàn hảo.